Ok, mình sẽ có lớp khách hàng ở đây nhé mọi người nhé. Đây, khách hàng. Khách hàng này mình sẽ dùng là customer nhá. Được cho anh em nhìn thấy không ạ? Rồi thông tin về hộ bao gồm là họ tên chủ hộ, số nhà, mã số của công tơ, thì ở trong phần này mình sẽ có là đóng cửa lại nhá. Rồi, bây giờ thì sẽ là có đầu tiên là xuống họ tên chủ hộ này thì sẽ là full name nhá. Rồi, mọi người sẽ lưu ý nhá, bình thường ý, ở trong tiếng Anh người ta hay dùng ý, thì sẽ có là first name, last name thì nó sẽ thể hiện ra là một thằng là họ, một thằng là tên. Còn nếu mà một ông mà ông ấy muốn lưu là cả họ và tên luôn thì sẽ dùng full name. Được chưa? Mọi người sẽ có thấy hay mấy cái này ở trên các cái trang web của nước ngoài không? First name, last name này. Đó, thì nó sẽ thể hiện họ và tên của mình. Rồi, ok. À, số nhà đúng không? Số nhà là gì nhỉ? Số nhà là gì nhỉ? Ok, để là address cũng được nhá. Rồi, tiếp theo là mã số công tơ điện thì để là code nhá. Được cho anh em ơi. Ok chưa? Rồi, tạm thế nhá. Thì dưới này sẽ có getter, setter và constructor. Được chưa? Anh em ơi, ok chưa nhỉ mọi người ơi? Lô lô. Được anh em, đây là cái lớp base cho mình. Rồi, cái nữa là mình sẽ viết một cái thằng khác, đấy là lớp biên lai ở đây. Rồi, biên lai thì mình sẽ để là view nhá. Rồi, câu thằng này lên trên đi cho nó đỡ lẫn. Rồi, thế thì ở trong này mình sẽ có một thuộc tính, đấy là nó sẽ có là cái view này dành cho ai, được cho anh em. Được. Thì đầu tiên mình sẽ phải có là code trước nhá. Code là cái thằng là mã của cái view của mình ý. Ví dụ mọi người có một cái hóa đơn gì đấy thì sẽ luôn có mã hóa đơn đúng không? Được. Rồi, thế xong là thằng này thì mình sẽ có một cái nữa, đấy là trong thằng này thì nó sẽ là string nhá. Rồi, kiểu dữ liệu ở đây thì các anh sẽ rõ hơn một chút. Rồi, mình sẽ có một cái thằng, đấy là kiểu dữ liệu là customer, có nghĩa là ông nào đấy. Rồi thì mình sẽ để là khách hàng ở đây. Mình sẽ nói cho là ok, cái này là của khách hàng nào. Rồi, tiếp theo mọi người sẽ nhìn thấy nhá, là thông tin về hộ sử dụng điện, thì hộ sử dụng điện chính là cái thằng này rồi. Được chưa? Chỉ số cũ, chỉ số mới và số tiền phải trả, chỉ số cũ và chỉ số mới đúng không? Thì mình sẽ để kiểu in nhá. Rồi, in tiếp new index nhá. Và số tiền phải trả ấy mọi người, số tiền phải trả thì mình tính luôn thôi nhá mọi người nhá, chứ mình sẽ không để coi đây là một thuộc tính nữa. Được chưa anh em ơi? Alo alo. Rồi thế thì ở dưới này mình sẽ có là số điện phải trả đúng không? Thì mình sẽ có kiểu này là get số điện thôi nhá, mình chỉ là tổng số điện thôi nhá. Số điện. Số điện là gì nhỉ? Rồi, get number nhá. Rồi kiểu số tiền phải trả nhá thì mình sẽ cũng để kiểu in chẳng hạn. Số tiền phải trả amount đúng không? Được chưa? Anh em ơi, là alo alo. Được chưa mọi người? Mọi người ơi, ok thằng này chưa nhỉ mọi người nhỉ? Được chưa anh em ơi? Alo. Vâng ạ. Rồi thì tạm thế đã nhá. Rồi thế thì mình sẽ xây dựng như này và phương thức hiển thị nhập thông tin người sử dụng này, nhập thông tin biên lai này, được chưa? Rồi công thức thì cứ nhân với cả 750. Được chưa anh em ơi? Ok, đề bài chưa nhỉ mọi người nhỉ? Alo alo. Rồi thì bây giờ mình sẽ anh em có thắc mắc gì không nhỉ mọi người nhỉ? Alo. Rồi nhá, bây giờ code nhá.
Mình sẽ bắt đầu code nhá. Cái này thì mình sẽ tạo ra ba bucket bình thường nhá mọi người nhá. Model này, ok, manager này. View. Bây giờ thì em sẽ tạo từng thằng một. Đầu tiên là về model nhá, thì mình sẽ tạo ra một thằng là customer đây. Trong này thì mình sẽ làm gì nhá? Đầu tiên là mình sẽ có là string. Name. Rồi, sau đấy thì mình sẽ có tiếp là cái gì nhỉ? Full name này, address và code. Thêm constructor cho nó. Rồi đấy chưa? Ok, thêm constructor cho nó. Được chưa nhỉ anh em ơi? Lolo. Thì xin tiếp theo mình sẽ tạo ra một lớp build ở đây. Rồi, lớp build ở đây thì mình sẽ có là đầu tiên là code đã nhá. Rồi, sau đấy thì mình sẽ có một cái thằng là thuộc customer. Ok, sau đấy thì mình sẽ có là OEven OEindex New Index. Thêm getter setter cho nó. Ok, thêm constructor nhá. Rồi, trong phần này nữa thì mình sẽ thêm một cái constructor có tất cả các thể loại tham số. Được chưa? Mọi người ơi, Lolo, bây giờ thì mình sẽ viết ra một cái phương thức khác nhá. À, mấy thằng này thì mình cứ thêm toString đi cho nó chắc. Ok, build này thì mình cũng sẽ thêm toString. Đó chắc. À, rồi, bây giờ thì mình sẽ thêm một cái thằng nữa. Đấy là mình sẽ viết ra một cái phương thức là get số điện. À, rồi mọi người ơi, học viên gọi cho anh, đợi cho anh một chút nhé. Ôi, Trung Hòa chị đây. Ok, bắt đầu nhé. Rồi, ok, thì bây giờ thì mình sẽ tính cái tiền đã. Đó, mọi người ơi, cho anh làm có bị vấn đề gì không mọi người? Alo, mọi người có theo dõi được không ạ? Ok, thì mình sẽ lấy cái number ra nhá. Lấy cái số ra xong rồi mình nhân với cả bao nhiêu nhỉ? 750 đúng không? Đúng chưa nhỉ? Anh em ơi, alo alo. Vâng. Vâng chị ơi. Dạ, rồi ok, bây giờ thì mình sẽ
À, tạo ra một thằng manager ở đây nhá. Thế thì thật ra ấy, thằng manager ở đây thì bình thường ấy người ta sẽ không, mình sẽ không quản lý hết như này đâu, mà mình sẽ quản lý theo là ví dụ như là một ông thì sẽ là quản lý kiểu khách hàng, còn một ông thì là quản lý bill ấy. Kiểu như là bây giờ mọi người sẽ có là một ông chỉ quản lý nhân sự thôi, còn một ông ấy quan tâm là ông sẽ lấy dữ liệu từ cái ông nhân sự đấy ra để ông ấy tính cái bill đấy. Được không? Nên là mọi người sẽ dùng hai cái class khác nhau nhé mọi người nhá. Mọi người ơi, alo. Mình sẽ dùng hai class khác nhau nha anh em nhá. Đó, rồi ok, đầu tiên thì sẽ là customer manager. Đó, rồi. Cái thứ hai nữa là bill manager. Chưa, anh em ơi, alo alo. Rồi thì mọi người sẽ thấy là tất cả những ở trong này thì đều có CRUD riêng đúng không? Đều có những hoạt động CRUD đúng không các anh em ơi? Alo. Nhá, bây giờ thì ví dụ như này. Rồi mình sẽ cho đầu tiên là mình sẽ có là ví dụ hoạt động là chữ cờ chẳng hạn, thì mình sẽ phải là trả về là ở chỗ này thì nó sẽ là một lít. Một lít các bill đúng không? Đúng không? Còn bên này thì của mình nó sẽ tương ứng là ở bên này thì nó sẽ là bên này chữ cờ à. Chết, cái xin lỗi, không phải một lít các bill, chữ D. Chữ R đi. Là một lít các bill đúng không mọi người ơi? Chữ R là viết chữ read này này, là một lít các bill đúng không? Thì bên bên customer cũng vậy. Bên customer chữ R thì cũng nó cũng sẽ trả về là một lít các customer đúng không? Đúng không em? Chuẩn đúng không ạ? Chuẩn không? Rồi, thế thì tiếp tục nhá. Ví dụ như là chữ cờ này chẳng hạn. Chữ cờ là viết tắt của từ grid đúng không? Đúng chưa mọi người? Chữ cờ là viết tắt của từ grid nhá, thì nó sẽ nhận vào tham số đấy là một customer. Đúng không? Xong Ok. là nó trả về, ví dụ mọi người để trả về void chẳng hạn. Đúng không mọi người ơi? Lô lô. Rồi, thế thì bên này tương tự cũng vậy, là giả sử là chữ grid này. Thì bên này mình cũng sẽ là có một tham số đấy là một bill. Đúng không? Anh em ơi chuẩn không ạ? Thế là bây giờ nhá, thì nếu mà cái việc viết như thế thì là mỗi một ông này nó giống nhau hết, nó chỉ khác nhau về cái tham số truyền vào với dữ liệu trả về thôi đúng không? Còn tất cả những thao tác là nó giống nhau hết đúng không? Anh em ơi. Ok, thế thì Kiều Anh sẽ viết ra một cái thằng interface ở đây nhá. Ok, Kiều Anh sẽ viết ra một thằng interface ở đây chẳng hạn. Đây, tên là General Manager. Rồi nhá. Được chưa? Anh em ơi nhìn generic ở đây nhá. Có T được chưa? Rồi mọi người nhìn cho Kiều Anh nhá. Bây giờ giả sử như là bây giờ Kiều Anh sẽ có là file chẳng hạn. Rồi trả về 1 lít nhá. Rồi 1 lít T này. Xong Kiều Anh để là file. Được chưa? Anh em nhìn thấy không ạ? Alo, anh em ơi. Vâng. Rồi tiếp theo nhá, ví dụ như là phương thức là sếp chẳng hạn. Rồi, sau này kêu anh truyền T vào. Được chưa? Rồi, ví dụ như là phương thức là update chẳng hạn. Rồi, kêu anh cũng truyền T vào. Rồi, tiếp theo nữa là phương thức là delete chẳng hạn. Rồi, kêu anh cũng truyền T vào. À, xóa theo index đi, xóa theo index chẳng hạn nhá. Được không? Anh em nhìn thấy không? Tạm tạm viết như này thôi nhá mọi người nhá. Anh em nhìn thấy không? Alo. Rồi nhá, thế thì Vâng. thằng này nó sẽ extend, thằng này nó sẽ implement, mọi người nhìn cho kiểu anh này. Implement. Rồi, implement cái thằng general interface kia. Rồi, ok, trong này thì kiểu anh sẽ truyền customer vào. Được chưa? Mọi người thấy không ạ? Alo, bây giờ nhá thì mình sẽ chạy implement method mình chuyển này. Thế mọi người sẽ nhìn thấy cái tham số truyền vào ở đây nó sẽ có customer luôn. Anh em nhìn thấy chưa? Alo alo. Được chưa nhỉ mọi người nhỉ? Vâng. Lu Vâng. lu. Rồi, thế thì ở trong này giả sử như list ở đây nhá, thì trong này thì mình sẽ có một cái list ông đấy là chỗ này là có private này, xong rồi mình có list này. Customer. Ok, bây giờ thì mình sẽ có customer list. Được chưa? Thì chỗ này mình sẽ return ra cái ông customer list đấy. Các em ok chưa?
Ok, phương thức xếp đúng không? Thì ở chỗ này thì mình sẽ là customer list chấm s, xong mình truyền cái customer vào đây. Được chưa? Mọi người ơi, mọi người thấy không ạ? Rồi tương tự mấy thằng dưới này cũng sẽ vậy nhá. Rồi giả sử như delete ở đây thì bây giờ các anh sẽ thêm delete ở đây chẳng hạn thì là sẽ là customer list chấm remove. Ok, index. Rồi, tạm thế này nhé mọi người nhá. Được chưa anh em ơi? Ok chưa? Rồi, update này thì kiểu anh viết thiếu hay sao ấy thì sửa sau nhé mọi người nhá. Được chưa? Anh em sẽ nhìn thấy là một cái thằng này bản mô tả này xong tất cả các ông manager thì đều sẽ làm cái việc đấy. Đúng chưa? Chỗ này thì để kiểu anh xóa cái thằng update này đi, giả sử hiện giờ kiểu anh chưa có update chẳng hạn. Đó mọi người ơi, alo mọi người thấy không ạ? Rồi thế thì ở bên build manager này cũng sẽ vậy nhá. Đây là mình sẽ là implement cái ông general manager này. Ok, ở trong này thì mình sẽ để là chỗ này sẽ là build vào đây. Đó, rồi mình sẽ là implement tất cả các method này. Rồi mọi người sẽ thấy là nó sẽ có chung một bản mô tả đúng không? Và nó chỉ khác nhau về cái tham số truyền vào thì mình sẽ dùng generic đây. Anh em nhìn thấy chưa nhỉ mọi người ơi? Lolo. Vâng. Luôn trầm cảm. Ok, lead build. Thế mà không bị ra được nha. Mọi người ơi, mọi người thấy không ạ? Ồ thì chỗ này sẽ trả về cái build lead đấy. Rồi, save ở đây nha. Thì mình sẽ dùng là build lead này. Rồi, chấm s này xong mình truyền cái build vào. Được chưa? Giả sử như là delete này thì build lead này chấm remove. Rồi, mình truyền cái index vào. Được chưa? Anh em thấy không ạ? Alo mọi người ơi, mọi người thấy không ạ? Ổn chưa nhỉ mọi người nhỉ? Vâng. Rồi thế thì bây giờ mình tạm thế này đã nhá. Bây giờ thì Kiều Anh sẽ nói một chút đến cái việc là mình sẽ vận dụng cái đọc deep file vào thế nào đã nhá. Đấy không mọi người ơi? Alo. Được rồi, thì bây giờ giả sử thì bây giờ mình sẽ dùng cái đọc deep file nhá. Thôi được rồi. Bây giờ tạm trong trường hợp này thì Kiều Anh sẽ dùng một cái thằng build list. À chỗ này thêm chỗ này thì nhớ là bằng new arrayList nhá, không là nó null luôn đấy. Rồi. Mọi người ơi, bây giờ thì kiểu anh cốt tay thôi nhá, cái phần menu thì mình sẽ xử lý sau nhá. Ví dụ bây giờ thì kiểu anh sẽ có một ông là ông main của thằng build nhá. Được không? Mọi người ơi, bây giờ kiểu anh sẽ làm main của thằng build nhá, anh em nhìn thấy không ạ? Rồi, thế thì ở trong này kiểu anh sẽ gọi tạm nhé. Những cái thằng đấy thì kiểu anh sẽ để static hết nhé mọi người nhá. Đó, ví dụ như là kiểu anh sẽ tạo ra một ông customer chẳng hạn. Ok, bây giờ thì kiểu anh sẽ có customer. Giả sử như là có anh Thảo chẳng hạn. Ok, anh Thảo cho xin cái thông tin cái nào. Đầu tiên thì như là code chẳng hạn. Là Thảo 01 đi. Ok. Full name à. Đỗ Minh Thảo này. Để xem lại cái thằng customer cho chắc. À full name address với cả code à. Anh Thảo quê ở đâu nhỉ anh Thảo nhỉ? Hà Nam ạ. Thảo Hà Nam à? Hà Nam quê chị mà. Được, anh em ơi rồi nhá. Ok, tiếp theo. Tiếp theo này. Tiếp theo nha. Ví dụ như bây giờ mình sẽ thêm Lộc đi chẳng hạn. Ok. Lộc. Lộc gọi tên đầy đủ là gì hả Lộc? Nguyễn Đình Lộc. Ok, Nguyễn Đình Lộc. Tên đầy đủ thế rồi mà chị. Ơi. Cho nó thêm thông tin quê nó ở đâu ấy nhỉ? Em ở Bắc Ninh ạ. Ok. Rồi, code 02 chẳng hạn nhá. Được chưa? Anh em ơi, tạm thế này đã, để mà mình xử lý cái việc là đọc ghi file đã. Bây giờ thì kiểu anh sẽ tạo ra mấy cái build cho cái thằng này nhá. Mấy cái build cho thằng này này. Bây giờ giả sử như là chị sẽ tạo ra một cái build cho thằng này. Ok, chị sẽ tạo ra một cái object build đã nhá. Bây giờ giả sử chị muốn tạo ra một cái object build cho Lộc chẳng hạn. New build. Chị xem ở trong build này nó có cái gì.
code này, ok. Code này, customer, oh, index vào view đấy. Bill nhá, mọi người nhìn cho Kiều Anh nhá. Bill này, bây giờ Kiều Anh sẽ để này. À, code giả sử như là B01, cái này của Lộc đúng không? Thì mình sẽ chuyển ông Lộc vào đây. Số trước giả sử là Lộc nó mới làm xong nó dùng 100 số điện chẳng hạn. Được chưa? Anh em nhìn thấy không ạ? Alo, alo các anh em ơi. Được không? Rồi, ok, duplicate dòng này lên nhá. Đây, sang chỗ này cũng là bill của Lộc tiếp chẳng hạn. Đó, nhưng mà ở đây thì sẽ là số đầu tiên ở đây thì nó sẽ là 100. Rồi, số thứ hai là 158 chẳng hạn. Được chưa? Mọi người ơi, mọi người thấy không ạ? Alo. Vâng. Được chưa? Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục nhé mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục ở trong phần này. Đấy là bây giờ Kiều Anh sẽ thực hiện cái việc là đọc ghi file đã. Thế thì mọi người là cho người dùng nhập chán trên mê mỏi đây rồi chẳng hạn, đúng không? Thế thì lần sau mà chạy lại chương trình thì có phải cái đám này bị mất không? Ví dụ như bây giờ Kiều Anh sẽ tạo ra một ông manager bill nhá. Bill manager này. Bill manager nhá, được chưa? Rồi ok, giả sử chị tạo ra một ông tên là Kiều Anh chẳng hạn. Bằng new manager bill. Được không? Giả sử như là bây giờ mà chị có chạy là mình chị thêm sửa xóa gì vào đi chăng nữa ấy, thì ví dụ bây giờ chị thêm của anh Thảo này, ví dụ bây giờ chị thêm nhá, ok, chị thêm một cái bill mới này của anh Thảo này, chị set cái bill kia đã nhá. Đầu tiên chị set cái bill đã, đợi một xíu. Ok, để nguyên xem ở đây có getter setter chưa đã. Chị dùng set thôi nhá. Getter của bill đấy thôi nhá. Bây giờ chị dùng sẽ dùng set cho này. Ok, bây giờ chị sẽ quản lý cái ông lead kia. Tạo ra một cái array lead như này. Lead. View. Array lead này. Rồi, được chưa? Bây giờ thì chị sẽ set cái build list vào. Chấm. Để build của Lộc 1 chẳng hạn nhá. Được, sau thì bây giờ chị set cái build list đấy vào đây. Alo, anh em nhìn thấy không? Alo anh em ơi, Lulu. Được chưa các em ơi? Alo, alo. Vâng. Bây giờ nhá, bây giờ trong trường hợp nữa mà giả sử đằng này là chị làm thao tác là cho người ta nhập xuất dữ liệu chẳng hạn. Đó, cho người ta nhập xuất dữ liệu đây, đây cho người ta nhập xuất dữ liệu ở đây. Thế thì cái đoạn đầu tiên ý, thì lúc nào mà chạy lại chương trình thì nó cũng sẽ làm lại cái việc này chứ nó không in lại cái dữ liệu cũ đâu đúng không mọi người? Rồi, thôi được rồi, bây giờ chị sẽ làm cái việc là ghi file đấy nhá. Thì các anh em hôm qua các em làm là các em ghi file là ghi ở manager này hay là ghi ở trong cái thằng này? Manager. Ghi ở manager hả? Ừ, đúng rồi, ok, ghi ở manager. Rồi, thế thì bây giờ chị sẽ có phương thức là ở trong phần này chị có phương thức là ghi file đấy nhá mọi người nhá. Được chưa? Alo anh em ơi, bây giờ chị sẽ có ghi file ở đây nhá. Rồi, ok, public này. Voi này, bây giờ chị ghi file nhá. Bây giờ xác định cái việc là ghi file đã nhá mọi người, nhìn cho chị cái cách làm ở đây đã. Rồi. Đầu tiên là phương thức ghi file này. Ghi file thì tham số trả về, có tham số trả về không các anh em? Có tham số trả về không nhỉ mọi người nhỉ? Alo. Alo, có tham số trả về không ạ? Không, như là không. Ok, đúng rồi. Voi. Rồi, có kiểu dữ liệu truyền vào không mọi người? Như là có. Nó là một danh sách đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Em ơi, chuẩn chưa ạ? Nó là một danh sách nhá. Rồi, tiếp theo nữa. Bây giờ thì mình sẽ xác định luôn cái thằng đọc file chẳng hạn. Đọc file. Có dữ liệu trả về không mọi người? Có. Dữ liệu trả về của mình là gì? Lead. Đúng rồi, một lead. Là một danh sách. Có tham số truyền vào không? Hình như có. Tham số truyền vào là cái gì? Ok, đường dẫn nhá. Thì bây giờ chị sẽ để đường dẫn là cứng nhá. Cứ viết mà để đường dẫn cứng nhá mọi người nhá.
Tí sẽ tính sau. Rồi, ok, đọc file này. Đọc file và ghi file đúng không? Ok, public ghi file, void. Được. Ghi file là gì nhỉ? Write. List view chẳng hạn. Nào, chị đã truyền cái list view vào. Chị sẽ truyền cái list view vào đây nhá. Đó, rồi bây giờ thì ghi file thì mình sẽ làm như thế nào nhỉ? Anh em ơi. Nào, kiểm tra lại kiến thức nào. Anh Thảo nào. Anh Thảo ơi, ghi file thì mình sẽ làm thế nào ạ? Input thì ở bên trong kia em bỏ qua file. Không, cái input stream tạo file luôn, có đường dẫn như ở chỗ cái đoạn là output. Ghi file thì mình làm nào anh? Tạo input stream. Anh nói to lên được không? Em thích sạch. Anh Thảo ơi, anh nói to lên được không? Input stream. Chữ này hả? Input stream hả? Anh nói tên. Đúng không ạ? Anh Thảo ơi, đúng không ạ? Rồi bằng new gì? Input. New gì ạ? New gì? New gì ạ? New file input stream. New gì? New file input stream. Anh nói to lên em nghe thôi nào. Nghe mất được chim thôi. Anh nói to lên. New file input stream. Alo. Đây, gì nữa? Truyền cái mình tạo cái tên file. Rồi, truyền cái file vào đây đúng không? Mình sẽ tạo mới ra một file như này nhá. Ok, giả sử em sẽ để là file build.txt hay chấm cái gì cũng được nhá. Ở đây mọi người chấm cái gì cũng được nhá. Nhưng mà nó tưởng nó chỉ đọc cái txt thôi. Đâu? File nhị phân cơ mà. Mình tạo file nhị phân cơ mà anh. Mình làm việc với file nhị phân cơ mà. Chuyển cái file vào. Được chưa? Ok, chuyển file vào. Ok, chuyển file, chọn xị. Gì nữa? Một object. Object input stream. Gì? Object input stream. Bằng view object. Rồi. Gì nữa? Tạo ra một cái list view. Tạo ra một cái list view. Ok. Bằng list view. List em để đây rồi mà. List em có rồi, tạo làm gì anh? Thế thì bây giờ sẽ lấy cái ô tên object kia, OES kia. Chấm cái list object. Xong sao nữa? Bây giờ hiển thị nó bằng khó. Đây là em ghi file cơ mà. Em có hiển thị đâu. Mọi người nhìn thấy cái thằng này của em là ghi file không ạ? Có, hạp tận.
Thảo ơi. Ok. DeFi thì phải. DeFi. Apple Stream. Thế thì chỗ này. Apple. Cái này hả? Đúng rồi. Rồi xong dưới thì sao? Là nó sẽ có push. Rồi xong sao nữa? Dạ. Sao nữa? Cái tên của nó sẽ kết quả. Ừ. Được chưa nhỉ anh em ơi? Alo alo, đủ chưa? Anh Thảo xem lại hộ em xem còn thiếu gì nữa không? Đủ rồi, như đủ. Đủ rồi em ơi. Đủ chưa? Đủ. Chốt lại chắc chưa? Ok, chốt nha. Chốt nha. Rồi, được rồi. Ok, thì bây giờ em sẽ gọi cái phần ghi file này ra và nó sẽ để xem nó có ghi được không. Được không? Mọi người nhìn nhá. Bây giờ set xong cái build này. Thế thì ở trong cái set đấy thì em sẽ gọi là ok ông kiểu anh ông ghi đi tôi vào đi. Right build. À thôi chỗ này ghi luôn cái list kia đi, không cần phải ghi thằng này đâu. Ghi luôn cái list list build kia của mình. Được yeah. Rồi. Oh, ok. Right này. Ơ lỗi nhỉ. Ơ thằng này nó có gì đây. Lại throw ra IO exception. Rồi, kệ chỗ này xử lý cái thằng throw sau nhé mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ thêm chai kết cho nó trong này đi. Đó. Rồi, ok các em nhìn thấy không ạ? Alo alo, anh em ơi, ghi file được chưa? Rồi nhá, thì bây giờ sẽ chạy xem nó như nào. Rồi, lỗi anh ơi, lỗi. Mọi người biết đọc lỗi này không? Anh em biết đọc lỗi này không anh em ơi? Chắc là lỗi dân tham ạ. Lỗi dân tham, đúng rồi. Quang Anh ơi, xịt quá. Lỗi dân tham. Cái này là chơi Indian cái đối tượng hoặc cái class. Nó có kế thừa cái kia đúng không chị? Đúng rồi. Mọi người sẽ nhìn thấy thằng này nhá. Nó bảo là nó chỉ write được series data thôi. Chứ nó không write được cái data mà một cái model này của mình. Mọi người nhìn thấy là not seriesable exception không? Vâng. Em nhìn thấy không? Đấy à, rồi. Rồi, thế thì ở trong phần này. Alo. Vâng. Thì trong phần này mọi người sẽ là mọi người cần ghi cái gì thì mọi người để cái thằng đấy là nó implement nhá. Seriesable. Đúng rồi, seriesable. Được chưa? Rồi, chạy lại. Rồi, vẫn lỗi tiếp mọi người nhìn thấy không? Rồi, vẫn lỗi tiếp loại object. 837. Extend cái seriesable. Lúc anh luôn. Thằng này cũng là thế tiếp. Rồi. Hay không? Thì mọi người sẽ nhìn thấy nhá. Là bây giờ mình chỉ ghi object build thôi đúng không? Nhưng mà trong object build mọi người nhìn thấy có một cái object thuộc customer không? À thế đúng customer rồi. Cũng ở. Đúng rồi, thằng customer cũng phải vậy. Sáng nay không biết kiểu anh fix cho ai. Có nghĩa là thằng đấy nó cứ gọi đến thằng nào mà nó muốn ghi thì thằng đấy đều phải là implement. Chiều các quân nói rồi. Được chưa nhỉ mọi người ạ? À? Đúng không? Thế mà sáng nay vẫn có bạn bị lỗi, buồn thế thảm. Chiều các quân kêu chú ý rồi. Được à? Rồi ok chạy nhá. Được à? Rồi ok. Không biết. Mọi người lưu ý nhá là cái file này mình cũng sẽ không vào cái thằng này để mình đọc đâu. Được chưa? Anh em ơi, mình sẽ không vào thằng này để mình đọc đâu nhá. Thì nó mình sẽ đọc ở chỗ khác. Thì ở trong phần này mọi người lại lưu ý cho Kiều Anh một lần nữa. Đấy là mọi người muốn ghi cái object nào thì object đấy phải implement seriesable đúng không? Tiếp nữa là ở trong object đấy mà có tham chiếu tới một object khác thì object khác cái class đấy cũng phải implement seriesable. Được chưa? Được chưa các em ơi? Lô. Wow. Chị ơi, lưu ý cho các anh nhá. Cái read mấy ở while này cho sang một class khác, cho thành một class riêng nữa. Tí chị sẽ nói thằng đấy sau đã. Tí chị nói thằng đấy sau đã. Nói mình nghe đó. Rồi mọi người ơi, ok chưa? Anh em ơi, ok chưa? Mọi người ơi, alo.
Vâng. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo nhá. Tiếp theo thì mình sẽ có thằng ghi file xong ở đây. Thế thì mọi người sẽ lưu ý cho Kiều Anh một cái luồng nữa. Đấy là khi mà mình làm ấy. Thế thì lần sau giả sử lần sau mà mình làm việc nhá, giả sử mà lần sau mình thêm vào, thì khi mà mọi người thêm vào như này nhá, lúc mà mọi người ghi file, mọi người lưu ý cho em nhá, lúc mà mọi người ghi file như này, được không? Thì khi mà mọi người ghi file như này thì là dữ liệu mà mình sẽ được cập nhật luôn, đúng không? Thì mọi người sẽ lưu ý là trong bất kể một cái trường hợp nào, ví dụ như ở trong phần này đây nhá, các em lưu ý cho Kiều Anh này, trong cái thằng manager này chẳng hạn nhá. Thế thì trong cái này mọi người nên, ví dụ như là mọi người sếp, mọi người cũng sẽ ghi luôn vào đây. Đó, right này. Em nhìn thấy không? Sếp mọi người cũng sẽ ghi luôn vào nhá. Hoặc là remote thì mọi người cũng sẽ ghi luôn vào. Được chưa? Anh em hiểu không? Có nghĩa là ví dụ như là bây giờ thì anh thực hiện xóa một object chẳng hạn, thì các anh sẽ cần là ghi lại luôn vào file. Anh em hiểu không ạ? Alo, mọi người hiểu không? Okay, alo, mọi người ơi. Rồi, còn nữa nhá. Còn nữa này, trong trường hợp mà mọi người muốn xóa, mọi người cũng sẽ cần ghi luôn vào file, mọi người sửa, mọi người gì cũng ghi luôn vào file. Hay mọi người thêm mới, mọi người cũng sẽ ghi luôn vào file. Anh em hiểu phần này chưa? Ok chưa mọi người ơi? Lulu. Được chưa anh em ơi? Alo. Yeah. Rồi, tiếp nhá. Thế thì ở trong phần này thì mọi người sẽ nhìn đến những cái thằng tiếp theo này. Giả sử trong trường hợp mà bây giờ mọi người nhìn nhá. Vừa rồi Kiều Anh ép thêm một đám này vào đúng không? Anh em nhìn thấy Kiều Anh ép một đám này vào đúng không? Đúng không? Bây giờ thì Kiều Anh không cần làm vậy như này nữa. Mà Kiều Anh sẽ viết một phương thức là đọc file đây nhá. Viết một phương thức đọc file đây. Rồi, ok. Rồi, public này. Ok, trả về một cái list đây đúng không? List view. Rồi, đọc file nhá. Read file. Ok. Đó, đọc file này. Bây giờ thì các anh sẽ tạo ra một cái list đã. Rồi, bây giờ đọc file như thế nào nào? Ai nhỉ? Vũ nè. Hào Thái ơi. Đó. Đó chứ là chị đào file ạ. Ờ. Ok. Mình sẽ dùng cái kia nhá. Đó, rồi sao nữa? Input stream ạ. Input stream. Bằng input stream luôn nhỉ? Bằng new input stream. File input stream. À file chứ. File. Được mà. Không được bởi vì nó là object class. Object. Thôi object. Thì nữa. Hit object. Không, object. Cái gì? Object input stream. Object input stream ạ. Đứa nào ngoài nhắc đấy? Hai người ấy nhỉ? Nhắc đâu chị, em quên tí thôi. Nghe giống giọng anh Lập thế nhỉ? Nhắc đâu, hai bộ não. Rồi, ok, đây. Chuyển cái thằng kia vào. Gì nữa? Rồi, os.read. Dạ, xong rồi mình sẽ... Rồi, ok. Rồi mình sẽ để một cái thằng class đấy vào đây như này ép kiểu. Thì là mình có lâu nữa mà. Thêm cái lâu nữa chị. Ờ đợi chị một tí, mình phải ép kiểu sang bên kia để mình truyền vào chứ. Ơ. Quên hả? Đọc xong thì mình phải lưu vào đâu chứ? Thái nhớ không? Thái ơi. Vâng. Ok, đọc xong thì mình phải lưu vào đây chứ. Được rồi, mọi người ơi, mọi người nhìn nhá, là cái read object này nó chỉ trả về object thôi, thì mình sẽ phải ép kiểu sang cái thằng build list này để mình dùng, được chưa? Các em ơi, ok chưa?
cái lâu rồi để kết thúc luôn rồi nhá. Ờ đúng rồi, ok, đọc xong thì mình sẽ kết thúc nha, mình sẽ đóng cái luồng đấy lại. Mà tại sao nó cứ vàng khè thế? À không sao đâu, đấy là cái idea của chị thôi, không phải là nó vàng này không vấn đề đâu em nhá. Được chưa? Ok chị ơi. À tiếp nhá. Được chưa nhỉ anh em ơi, Lolo, anh em ơi, ok chưa? Yeah. Rồi, thế thì bây giờ nhá, nhìn cho chị này. Bây giờ chị ép hết một đám này vào rồi đúng không? Chuẩn chưa? Bây giờ nhìn cho chị nhá, chị không ép một thằng nào vào đây luôn. Comment lại hết nhá. Comment này. Thằng này comment này. Được chưa? Build list nhá, nhìn cái build list cho chị nhá. Chị bằng cái thằng ok, chị câu ông Kiều Anh lên đây. Ok, chị câu ông Kiều Anh lên đây được chưa? Mọi người ơi, mọi người thấy không? Alo, nghe em ơi. Rồi, ok, bây giờ thì chị sẽ là bằng Kiều Anh này. Chấm. Đọc file. Đó, ôi, sao thằng này nó lại trả về gì đây? Vẫn exception à? Để xử lý exception sau nhé mọi người nhé, để chị nói về cái luồng này đã. Mọi người nhìn cho chị nhá, là lúc đầu tiên là chị sẽ, lúc mà chị tạo mới một cái dự án, lúc mà chị khởi chạy ý, thế chị sẽ ép nó luôn vào đây. Anh em hiểu không? Alo. Mọi người hiểu ý chị không? Lúc mà mình, bây giờ nhá, giả sử như là lúc mà chị chạy một cái dự án lên hả? Bây giờ giả sử trong trường hợp mà chị có một cái tài khoản Facebook đúng không? Trong tài khoản đấy có danh sách những bài post của chị rồi. Thế thì lúc mà mình, chị mà lát cái thằng trang chủ của Facebook lên, trang cá nhân của chị lên, thì nó phải loát hết những bài cũ ra đúng không? Đúng không các anh em ơi? Vâng, ok chị ạ. Rồi, nên là mình sẽ phải viết cái phương thức là read ở đây ngay từ ban đầu. Có nghĩa là đọc file, sau đấy ông muốn làm gì thì làm. Được chưa? Vâng. Anh em ơi, alo, alo. Ok vâng. Chị ơi. Rồi, rồi nhá, thế thì thằng... Cho cái này nó chạy ngay từ đầu tiên cùng luôn đúng không chị? Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Menu như leo thì cho nó sau đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Thằng này nó sẽ chạy đầu tiên luôn. Dạ là vậy. Chưa nào? Anh em hiểu không ạ? Có. Được chưa? Suýt hiểu. Cái vừa nãy là ai? Quang Anh còn phần nào chưa hiểu chị giải thích lại được không? Không ạ, không. Không có. Vũ Clon nói với chị ạ. Hiểu với chị ạ. Rồi nhá, thế thì bây giờ mọi người sẽ nhìn nhá. Đoạn đầu tiên là mình sẽ đọc file lên trên đầu tiên này. Được chưa? Thế thì để chị sẽ hiển thị ra cho mọi người nhìn đã nhá. Hiển thị ra cho mọi người nhìn một tí đã. Đâu rồi nhỉ? Ở trong cái phần Customer Manager này thì chị sẽ có phương thức hiển thị nhá. File. Giả sử như đây thì chị viết một phương thức khác tên là Show chứ không phải File đi. Ok. Public này. Void này. Ok, Show. Chị sẽ làm cái for x kia nhá. Ghi cái list kia ra thôi. Lít ra. Ok, ghi nhầm các thằng lít. Build thôi, ghi ở phần build nhá. Chị sẽ viết thêm phương thức sau build này. Rồi, ok, chị sẽ in ra thôi nhá. In ra cái lít build đấy là được rồi. Được. Rồi để chị viết lại cái build cho nó ngắn một tí. Customer thì sẽ là bằng customer.get full name thôi chẳng hạn. Được chưa? Em nhìn thấy không? Alo alo, em ơi. Alo. Thì bây giờ chị sẽ gọi là ok cái ông đấy ra xong nhá, thì chị sẽ gọi cái ông ấy là ok Kiều Anh chấm show build. Bây giờ sẽ thử nhá. Đoạn này chị không thêm mới vào, mọi người nhìn chị không thêm mới vào này, nhưng mà nó phải tự lấy được cái dữ liệu ở trong cái file cũ của chị ra. Đó, anh em nhìn thấy là ok, Nguyễn Đình Lộc index bằng 0 và new index bằng 100 chưa? Mọi người nhìn thấy không ạ? Okay. Alo. Ok chị ơi. Anh em ơi, nhìn thấy không nhỉ? Mọi người ơi. Lulu, thì ở trong phần này sẽ có cái phần lưu ý ở đây nhá. Đấy là bây giờ mà mình đã có đọc ghi file rồi thì mình sẽ cần phải lưu ý đấy là đọc file ngay khi bắt đầu dự án. Được chưa nhỉ? Mọi người ơi. Ok chưa ạ? Mọi người hiểu ý kiểu anh ở trong phần này chưa nhỉ? Đọc file ngay khi bắt đầu dự án, ok chưa? Ok. Rồi,
Tiếp nữa nhá, thế thì ở trong phần này đọc file ngay khi bắt đầu dự án ấy, thì cái phần này của chị thì chị cũng sẽ phải viết nó cụ thể hơn một chút. Giả sử trong trường hợp cái file đấy nó không tồn tại thì mình phải tạo cái file đấy ra. Như này, mình phải if the file.exit này. Nếu nó không tồn tại nhá. Tại vì mình đọc file ngay khi bắt đầu dự án mà đúng không? Lúc đấy mình đã ghi file đâu, các em hiểu không? Ghi file mình tự tạo. Đúng rồi, nhưng mà tại là vì ghi file thì nó mới tự tạo, nhưng mà đọc file thì mình không làm được việc đấy đúng không? Đúng không? Thế thì mọi người sẽ phải bắt lỗi ở đây, đấy là ok, mình sẽ phải create nó ra. Được chưa? Anh em hiểu không ạ? Mọi người ơi. Hello, hello. Vâng, vâng. Được rồi, tiếp nữa còn một thằng nữa, đấy là mình cũng phải kiểm tra tiếp, bởi vì trong trường hợp mà mình tự tạo ra ấy, trong trường hợp mà mình tự tạo ra nhé mọi người nhá. Trong trường hợp mà mình tự tạo ra thì cái file đấy thì có thể là cái len của nó sẽ bằng không nếu mà mình tự tạo ra. Anh em hiểu không? Đây. Được, như thế này nghĩa là mình, mọi người chú ý nhá, như thế này nghĩa là cái file này nó tự tạo ra thì mình sẽ return luôn cái thằng build list ở đằng trên. Được, còn trong trường hợp ngược lại thì mình mới đi tiếp. Được chưa anh em ơi? Alo alo. Để cho em hỏi là cái customer manager trong này để làm gì chị? Khi mà nó không dùng cái gì luôn. Chỗ này nhá, thì bình thường thì mình sẽ tạo ra một cái thằng tĩnh. Tại là đây chị đang làm muốn review nhanh cho các anh em thôi. Chứ còn bình thường ấy mình sẽ tạo ra CRUD của những thằng này riêng. Ví dụ như là bây giờ như chị chẳng hạn, chị chỉ quản lý việc học của bọn em thôi. Còn như Oanh thì Oanh sẽ quản lý cái việc bọn em đi học muộn với cả bọn em điểm thi của bọn em thế nào, hiểu không? Thì nó sẽ lấy chung ở trong một cái customer list à? Đúng rồi, đúng rồi. Nó sẽ lấy chung trong một customer list. Bây giờ chị đang làm ấy đây cho các em nhìn cái tổng quan thôi. Vâng, vâng. Được chưa? Rồi tiếp nhá mọi người nhá. Mọi người ơi. Alo các em ơi. Được chưa? Thì trong phần này còn một cái nữa lưu ý cho các em nhá. Đấy là việc đọc file thì nó rất hay bị lỗi ở trong phần này. Thì các em cần phải là tạo file khi chưa có. Được chưa? Đoạn này tạo file khi chưa có được cho anh em ơi. Rồi cái thứ hai nữa là phải kiểm tra xem file có dữ liệu chưa. Nếu mà không có thì mình sẽ phải return ra cái list rỗng ở trên này. Mọi người nhìn thấy không? Để làm gì hả chị? Bởi vì là nếu mà không có thì dưới nó sẽ không đọc được và nó sẽ exception luôn. Chị ơi. Em ơi. Nghĩ là chỉ cần kiểm tra nó có hay không thôi chị. Hay là... Đừng nghĩ, em đã thử chưa? Không. Nếu mà... Em hỏi Tuấn đã thử chưa? Dạ. Thử chưa? Không, thì là em cho đúng file, là em chỉ cho đúng cái điều kiện là nó không có ạ. Rồi bây giờ giải sử trong trường hợp chị xóa đi nhá. Vâng. Mọi người nhìn nhá, chị xóa đi này. Thế thì là trong cái thằng main này, mọi người nhìn cho chị này. Chị đọc file luôn đúng không? Mọi người nhìn thấy chị đọc file luôn đúng không? Rồi ok, chị này chị comment thằng này lại nhá. Thế thì chỗ này chị bỏ cái thằng này đi nhá. Bỏ cái return. Đúng rồi, bỏ cái thằng không này đi. Rồi bây giờ chị chạy nhá. Đọc file này. Rồi, em nhìn thấy exception không? Được, đừng nghĩ nhá mọi người ơi, không tin vào cái mình nghĩ được. Cái EOF là gì đấy ạ? EOS đây này, đấy là cái object input stream này này. EOS exception nhỉ? Mọi người nhìn nhá, mọi người quan tâm đến thằng này thôi. Đây là IO nhá, mọi người nhìn nhá. Thằng này nó không thể đọc được, mọi người nhìn thấy không? Thằng này nó không được đọc được, nó vẫn thuộc cái thằng của IO exception thôi. Thì ở đây thì mọi người sẽ nhìn thấy là nó lỗi ở dòng 64, nghĩa là khi mà mọi người tạo ra một luồng để đọc ấy, mà cái luồng đấy nó không có cái gì, cái input stream này này, nó nhận một cái file này vào mà file này nó đang không có gì thì nó lỗi. Được không? Truyền luôn vào đâu hả? Cứng ơi. Truyền luôn thì nó vẫn thế mà em. Truyền đường dẫn mà đường dẫn không có gì. Cơ bản mọi người nhìn cho chị nhá, là nó lỗi ở đây, đấy là object input stream này này. Mọi người tạo ra một cái luồng mà nó tương tác với một file không có dữ liệu ấy thì nó không đọc được. Nó giống hệt với cái kiểu là mọi người tạo ra cái scanner như này nhá.
Rồi, ok, scanner nhá. Bằng new scanner. Đây mọi người tạo ra một luồng đúng không? Được không? Đây nhá, xong anh em để null vào đây này. Alo, alo. Nó sẽ giống với cái việc là mọi người tạo một cái, ở đây mọi người tạo ra một cái luồng để đọc dữ liệu đúng không? Nhưng mà cái luồng đấy nó lại không có cái gì. Cũng như kiểu mọi người tạo ra một scanner ấy. Cái nhé, scanner đấy phải là system in đây đúng không? Nó, nhưng mà thằng trên ấy, nó không có gì nên là nó lỗi. Cái file đấy nó không có một cái bit nào để nó có thể đọc được ý mọi người. Không, lô lô. Đây là file, khi mà file gì không tìm thấy file thì mình return cái build list được hay là mình phải kiểm, nhưng mà em đang không hiểu là nếu đã không có file thì kiểm tra độ cái file ấy đã không tìm thấy cái file mình khai báo thì mình có cần kiểm tra hay là mình return luôn cái build list có được không hay là thế cũng được, nhé Tuấn nhá, thế cũng được. Được chưa anh em ơi, ok chưa nhỉ mọi người ơi, lô được chưa nhỉ? Các phần lưu ý các em ok chưa? Cường hỏi đi. Cũng được. Chị không rõ là nó có tự tạo ra không đâu em ạ. Nó cũng không vấn đề đâu nhá, không vấn đề đâu Trường Cường ạ. Cường ạ, em có bỏ hay không bỏ thì nó cũng không vấn đề đâu nhá. Ừ, cũng được, đấy nhá. Thế cái phần này cũng được nhá. Được chưa? Ừ, ok, cái cách đấy cũng được nhá. Là em dùng em để luôn vào trong cái đường dẫn cũng được. Nhưng mà nếu ghi file cũng phải làm kiểm tra như này đúng không nhỉ? Ghi file cũng phải kiểm tra như này. Không, ghi file thì không cần kiểm tra nhá. Ghi file em lưu ý cho chị nhá, là ghi file ấy, thì khi mà ghi file ấy, nó sẽ phải tự, em nhìn cho chị nhá. Cái lúc mà em làm như này ấy, thì cái thằng output stream này nó đã tự tạo ra một cái file cho mình rồi. Được chưa? Và cái quan trọng nữa đấy là cái thằng object này ấy, nó không quan tâm là dữ liệu nó có hay không, bởi vì thằng này nó là thực hiện cái việc là ghi đè mà đúng không? Hiểu không? Long ơi. Dạ. Đấy là thằng này nó là ghi đè mà nó sẽ không cần quan tâm thằng mình có dữ liệu hay không đâu. Chỉ luôn cái ghi nối à? Chị không làm ghi nối nhá. Chị không làm ghi nối, được chưa? Bây giờ chị sẽ hướng dẫn mọi người là nếu mà thêm thì mình sẽ thêm như nào nhá mọi người nhá. Alo. Đúng rồi. Rồi mọi người ơi, theo dõi được chưa? Bây giờ chị sẽ mở cái phần bên này ra để chị ghi lại file nhá. Ok. Rồi, mọi người sẽ nhìn nhá là chị sẽ đọc file ngay khi bắt đầu dự án đúng không nhỉ? Thế thì bây giờ nhá, chị sẽ debug vào đây để cho mọi người nhìn xem là cái file của chị đầu tiên vừa nãy chị xóa hết dữ liệu đi rồi đúng không? Trong này nó không còn gì đúng không? Anh em ơi, Lolo. Ủa, chị xóa lúc nào đấy? Chị xóa lúc mà Tuấn bảo là chị ơi chị xóa đi xem là em nghĩ là có file đấy. Nhanh thế. Có anh theo dõi được không? Có ạ. Mọi người nhìn cái thằng này của chị là nó đang bị mất hết gì rồi nhá. Vâng. Dạ, rồi ok, bây giờ chị sẽ chạy debug cho mọi người nhìn. Thì ở dòng đầu tiên nhá, mọi người sẽ nhìn thấy cái build list của chị nhá. Build list này mọi người nhìn thấy sai bằng không không? Vâng. Được chưa? Rồi ok, bây giờ mọi người sẽ nhìn tiếp nhá. Bây giờ chị sẽ set cái build list kia vào. Ok. Ok, chết rồi, chị chưa thêm rồi. Ok. Thôi kệ nói nhá, bây giờ là đang như này, bây giờ chị sẽ thêm một thằng vào nhá mọi người nhá. Bây giờ chị sẽ thêm một thằng vào. À, rồi, Kiều Anh này. Chấm. À, gì nhỉ? Save này. Save đúng không? Xong chị truyền cái... set build list, để đợi chị một tí nhá. Để chị xem cái thằng set build list chị thêm chưa đã. À, khi set thì chị cũng sẽ đọc, chị sẽ làm cái việc là ghi file vào đây nhá. Write file vào đây.
Alo anh em ơi, thấy không? Rồi nha, xét thì chị cũng xét thêm. Rồi bây giờ tạm thế đã. Rồi đi bắt lại cho mọi người nhìn nhá. Vừa nãy là list của chị vẫn bằng 0 nhá, vẫn là không có thằng nào. Mọi người nhìn thấy sai list của chị bây giờ vẫn bằng 0 không? Em nhìn thấy không? Rồi ok. Chạy nhá. Rồi ok, tiếp theo bây giờ chị lại chạy tiếp. Bây giờ chị lại đi bắt lại nhá mọi người nhìn nhá. Thế thì bây giờ chị set list cho nó rồi, set list cho nó là lúc set chị cũng ghi luôn đúng không? Rồi, mọi người sẽ nhìn nhá, là khi set thì chị cũng ghi luôn, thì bây giờ read không à? Rồi, ok, thôi được rồi, để tí chị xử lại tiếp thằng này. View list. À. Code chị sửa lại. Mọi người lưu ý cho chị nhá. Trong phần này read bằng read file này, sau đấy là bây giờ chị không set nữa, bây giờ chị add file vào nhá. Save đây. Chị thêm một thằng build của Lộc này đi. Chị thêm một thằng build của Lộc này nhá. Ok, chạy lại. Rồi chị thêm một thằng build của Lộc vào, anh em thấy chưa mọi người ơi? Đó, bây giờ chị chạy lại nhá. Chị comment chị chạy lại nha. Rồi mọi người nhìn thấy cái build list bây giờ của chị có một cái thằng build này của Lộc chưa? Được chưa nhỉ anh em ơi? Alo. Được chưa? Rồi tạm thế nhá. Rồi ok, bây giờ chị sẽ làm cái hoạt động khác. Mọi người nhìn cho chị nhá. Xong thằng này. Bây giờ xếp build của Lộc này. Bây giờ chị lại làm tiếp. Ok, Kiều Anh này, xong rồi chị lại xếp tiếp đến build của Lộc 2. Được chưa? Mọi người nhìn thấy không? Rồi, ok, bây giờ chị chạy nhá. Chị chạy để nó chỉ ghi file thôi. Rồi, bây giờ chị lại debug tiếp. Thế mọi người nhìn thấy, mặc dù nhá, dự án của chị nó chạy lại, nhưng mà đoạn đầu tiên chị vẫn đọc file ra. Thì mọi người nhìn thấy là bây giờ file của chị là nó có hai thằng build của Lộc là B01 và B02 không? Được chưa? Anh em nhìn thấy không ạ? Alo, alo. Được chưa? Thế thì cái này là trong quá trình mà mình chạy thì mình cứ lưu lại cái dữ liệu của mình. Thì mọi người nhìn thấy cái cách chị làm ở đây là chị không lưu dữ liệu là theo cái việc là ghi đè lên là cứ thêm một ông là chị ghi thêm dữ liệu. Mà cứ thêm một ông thì chị lại ghi lại toàn bộ cái list đấy. Mọi người nhìn thấy không? Thêm một ông nhá là chị lại ghi lại toàn bộ cái list đấy. Được. Cái hoạt động ghi file của chị là chị ghi hẳn cái build list đấy vào này. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì ở đây nhá là mình sẽ ghi lại toàn bộ chứ mình không thực hiện ghi nối. Được các em ơi. Alo. Thì chị sẽ giải thích lý do tại sao chị không thực hiện ghi nối ở đây nhá. Thì khi mà ghi nối nghĩa là mình sẽ, mọi người sẽ cần phải hiểu bản chất của việc ghi nối nhá. Nó sẽ giống hệt với cả một cái file này của mình. Nó khi cái file kia nó giống hệt với file Word. Đấy là khi mà ghi nối. Khi ghi nối thì mình sẽ không đóng luồng đúng không? Không đóng luồng ghi đúng không anh em, và đợi để ghi tiếp. Nhá, giống như là một cái file doc này, ví dụ như là bây giờ chị tạo ra một cái file mới như này chẳng hạn. Mọi người nhìn cho chị là bây giờ chị tạo ra một cái file mới nhá, chị nhập dữ liệu vào như này. Mà cái thằng vì cái thằng Word của mình là nó có cơ chế là auto save. Mọi người hiểu thằng Word là nó có cơ chế auto save, nhiều lúc mà anh em tự tắt máy là nó vẫn lưu ở một cái chỗ nào đấy đúng không? Rồi thế thì trong phần này nhá, auto save ở đấy thì bây giờ mọi người nếu mà mọi người ghi nối có nghĩa là mọi người vẫn phải mở thằng này ra đúng không? Mọi người vẫn phải mở nó ở đây để nó đợi ở đây dữ liệu này cho mình đúng không? Trong trường hợp mà các anh em mà tắt đi, mà các anh em không save lại thì có phải nó mất dữ liệu không? Alo. Như này mà mọi người không save lại là nó mất dữ liệu đúng không?
đúng không? Thế thì mọi người sẽ cần hiểu bản chất đấy là mình sẽ không ghi thực hiện ghi nối nhá, bởi vì bản chất của thằng này là mình chỉ cần thực hiện là cái list như nào thì tôi ghi lại như vậy. Thế thì bây giờ nếu mà mọi người ghi nối, nếu các em ghi nối nhá, trong trường hợp các em ghi nối thì bây giờ hoạt động sửa các em làm như nào? Ví dụ đây là sản phẩm 1, đây là sản phẩm 2, đây là sản phẩm 3, sản phẩm 4, sản phẩm 5. Thì hoạt động sửa các em ghi kiểu gì? Ví dụ bây giờ Kiều Anh cần ghi lại thằng này thì hoạt động sửa mình ghi kiểu gì? Alo. Xóa đi ghi lại từ đầu. Xóa hết đi. Thế thì đơn giản mình chỉ cần ghi lại là được thôi. Anh em hiểu không nhỉ? Bởi thế ép 10 thằng vào thì ghi lại tận 10 lần rồi chị. Đúng rồi. À, từ đoạn này thì không phải ghi lại 10 lần đâu nhá. À, Long nhìn cho chị này. Chị chỉ ghi một cái object này thôi. Long nhìn nhá. Đây. Ở đây chị nó bởi vì thằng này nó chỉ quan tâm là object thôi thì cái hoạt động chị ghi toàn bộ cái danh sách này vào này. Đấy thì một cái danh sách đấy là nó được coi là một object rồi nhá Long nhá. Vâng. Được chưa các em ơi? Alo alo. Alo. Đó thì đấy là vài cái lưu ý ghi file nhá, thì dần dần cho anh sẽ mở rộng ra thêm. Bây giờ các anh sẽ review mã của các anh em nhá. Chị ơi, cho em xem lại cái phần return nếu mà file file read rỗng. Ok, đây đây. Có nghĩa là nếu mà file read mà rỗng thì nó sẽ return ở cái terminal là return cái build list ạ. Ừ, build list ở trên này là chị khởi tạo. Return rỗng luôn. Đúng không? Rỗng luôn. Chứ không phải là return cái file đấy nữa. Ừ. Chứ mình sẽ không đọc file đấy nữa. Không đọc file đấy. Ừ đúng không? Dưới bởi vì return là nó thoát ra khỏi hàm luôn mà em. À. Ờ nó ở trên cái try. Chị cho em xem cái chỗ chị set lại cái mảng đấy luôn. Đây. À được. Em hơi khó được cho anh em ơi, alo. Chị ơi, cái constructor của cái Kiều Anh thì chị tạo như nào? Trong đấy gồm những gì ạ? À, constructor chị không để cái gì cả. Chị không quản lý hai mảng. Không, chị quản lý một mảng thôi. Bây giờ chị đang cốt bẩn để chị demo cái thằng đọc ghi file ấy em. Em đang ghi cái áp dụng của bạn này. Lộc ơi, Lộc. Phần bài hôm nay chị ưu tiên cái phần đọc ghi file nhé, để mọi người có một cái luồng. Được không? Vâng, tại vì là em đọc, em ghi thì em toàn bị mất cái dữ liệu cũ, nên em đang hơi khó hiểu ở chỗ đấy. Đây nhá, thì đoạn đầu tiên em nhìn nhá là đọc file ngay khi bắt đầu dự án. Em nhìn cho chị. Đọc file ngay khi bắt đầu dự án thì em sẽ không bị mất dữ liệu cũ đi. Nhưng mà ban đầu thì em, khi mà em tạo Kiều Anh thì cái constructor của cái Kiều Anh đó đã bao gồm hai cái mảng lưu trữ cả build cả customer rồi. Thì khi mà mình tạo cái dòng số 19 mới ạ, thì
thì cái build list đấy nó có ảnh hưởng gì đến cái mảng trong cái kiểu anh có chắc tờ không? Không, trong này là chị chưa làm gì cả. Dưới này chị phải set. Em nhìn chị nhé, chỗ này chị phải set. Đây kiểu anh này. Chấm. Set. Chị xóa set rồi chị thấy sai sao ấy nhỉ? Ai có. Set mới lại. Ờ, có nghĩa là đọc file thì chị gắn vào một list, sau đấy là chị phải set lại. Được chưa? Đọc xong muốn cái mảng bảng build đấy có đầy đủ thông tin thì lại sẽ làm đúng bảng xong cũng mất đấy. Được, nên là đoạn này là mọi người sẽ phải là xét lại cho chị được chưa? Alo con bung luôn nhá, thì có thể cái luồng của mình ở đây là cái luồng của mình ở đây mình phải viết riêng ra. Được chưa mọi người ơi? Alo, alo. Ok ạ. Ok nhá, bây giờ Kiều Anh sẽ gửi kit cho mọi người này, sau đấy sẽ review mã để nghe nào, xem nào. Review mã cho các anh em nhá. Rồi ôi, mới có 16 người nộp lớp. À, chị Kiều Anh cho em hỏi thêm với ạ. Ơi. Cho em hỏi thêm với ạ. Ừ, em hỏi đi. Là đây là trong trường hợp chị làm quản lý một cái mảng thôi, còn trong trường hợp là chị quản lý hai cái mảng. Ừ. Thì mấy cái hàm đọc cái file này mình ghi gộp lại theo kiểu object được. Được, được, được. Chị sẽ nói mở rộng cái thằng này sau. Bây giờ anh em cứ làm được một thằng đã. Và em hỏi trước rồi. Ừ. Yeah. Với cả nữa là chị sẽ hướng dẫn là tổ chức ra một cái file riêng để mà mình làm. Bây giờ anh em làm được một cái thằng này đã. Được, được, được. Nhưng mọi người hiểu ý của em kiểu anh không nhỉ? Mọi người làm được một thằng, mọi người quản lý được một thằng, mọi người tạo được một cái luồng mà nó chạy từ đầu đến cuối được mà nó có đọc cái file ấy. Sau đấy thì mình sẽ link code sau nhé mọi người nhá. Anh em hiểu ý kiểu anh không ạ? Alo. Nhá. Rồi ok. Rồi review mã cho mọi người nhá. Bây giờ kiểu anh chỉ còn mọi người nhìn thấy là bây giờ kiểu anh đang có một cái lịch này. Thì kiểu anh chỉ